Tuyến giáp là một tuyến nằm ở vùng cổ trước, phía trước khí quản, bao gồm hai thùy và eo. Tuyến giáp tạo ra các hóc môn giúp điều chỉnh sự trao đổi chất của cơ thể. Nếu tuyến giáp sản xuất quá nhiều hoặc sản xuất quá ít hóc môn đều có thể dẫn đến các vấn đề bệnh lý. Những trạng thái này được gọi là cường giáp và suy giáp. Ung thư tuyến giáp là một căn bệnh trong đó các tế bào ác tính, ung thư hình thành từ các tế bào của tuyến giáp. Đây là một loại ung thư phổ biến có xu hướng phát triển khi độ tuổi càng cao, nguy cơ ở nữ giới cao hơn so với nam giới. Ung thư tuyến giáp có hai loại: ung thư tuyến giáp thể biệt hóa, thể nhú, thể nang chiếm khoảng 90% và loại khác, thể tủy, thể không biệt hóa khoảng 10%. Các triệu chứng của ung thư tuyến giáp ở giai đoạn sớm có thể xuất hiện một số biểu hiện của tình trạng bệnh lý bướu giáp như xuất hiện bướu giáp trạng, khối u có thể thấy bằng mắt thường, cứng, bờ rõ và di động theo nhịp nuốt. Có thể xuất hiện hạch vùng cổ bất thường, hạch thương nhỏ, mềm, di động và cùng bên với khối u. Ở giai đoạn muộn, bệnh nhân có thể giảm cân không rõ nguyên nhân, khối u to, mật độ chắc, di động theo nhịp nuốt. Khi khối u to, chèn ép gây khan tiếng, có thể khó thở, khó nuốt, nuốt vướng do u chèn ép, hạch cổ nổi, da vùng cổ có thể bị thâm nhiễm hoặc sùi loét chảy máu. Bệnh ung thư tuyến giáp cũng giống như các loại bệnh ung thư khác, không có dấu hiệu đặc trưng ở giai đoạn sớm. Người bệnh thường phát hiện tình cờ khi đi khám sức khỏe định kỳ hoặc khi theo dõi các bệnh lý khác của tuyến giáp. Để được tư vấn và đăng ký khám, quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 1900 2838.